Vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Tham dự tại hội nghị có đại diện các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hoạt động xuất khẩu hàng hóa năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực. Xuất khẩu tăng mạnh về quy mô, lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 108,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,9%, tương đương tăng 17,27 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2017. Lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt con số 200 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều sản phẩm đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Thủ tướng, hiện nay tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Đến nay thì Việt Nam đã hoàn tất đàm phán ký kết 12 hiệp định thương mại và đang tiếp tục đàm phán các hiệp định khác, hoàn toàn mở cửa thị trường và hội nhập. Thủ tướng mong muốn xuất khẩu có thể tăng trưởng 15-20% một năm trong thời gian tới, cao hơn mục tiêu được giao, hỗ trợ cho tăng trưởng GDP của cả nước.